Chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến môn lịch sử của trường trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến. Ở bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài 21 trong chương trình lịch sử lớp 10, những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỷ 16-18. Thầy là Nguyễn Đình Cơ. Ở bài học này có 4 mục. Mục thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sụp đổ của triều Lê Sơ, nhà Mạc thành lập. Mục thứ hai, đất nước bị chia cắt. Mục thứ ba và mục thứ tư, nhà nước phong kiến đằng ngoài, nhà nước phong kiến đằng trong thì giảm tải và chúng ta không tìm hiểu. Chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của bài học. Ở mục 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sụp đổ của triều Lê Sơ, nhà Mạc thành lập. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về triều Lê Sơ sụp đổ. Thì như chúng ta đã biết, triều Lê Sơ được thành lập vào năm 1428 sau khi Lê Lợi đánh đổ giặc Minh và giành lại độc lập cho đất nước và lập ra nhà Lê Sơ. Đến thế kỷ thứ 16, nhà Lê Sơ bắt đầu lâm vào khủng hoảng, suy yếu. Vậy thì theo chúng ta, nguyên nhân nào dẫn đến sự suy yếu của nhà Lê Sơ? Những nguyên nhân chính. Thứ nhất, đó là do vua quan chỉ lo ăn chơi sa đọa và không quan tâm đến triều chính và nhân dân. Những vị vua kế tục, vua Lê Thánh Tông đã không thực hiện được những chính sách tiến bộ của ông vua Minh Quân này. Thứ hai, ở các địa phương thì các địa chủ ra sức chiếm đoạt ruộng đất và bóc lột đối với từng lớp nông dân, và từ đó thì dẫn đến mâu thuẫn sâu sắc giữa từng lớp nông dân với địa chủ phong kiến, và những cuộc khởi nghĩa nông dân đã bắt đầu nổ ra. Bên cạnh đó, những thế lực phong kiến ở các địa phương bắt đầu nổi lên chống lại triều đình trung ương. Đó, thế lực mạnh nhất đó là thế lực của Mạc Đăng Dung. Đến năm 1527, Mạc Đăng Dung đã ép vua Lê nhường ngôi và lập ra nhà Mạc. Đây là hình ảnh của thái tổ nhà Mạc, Mạc Đăng Dung. Ông vốn quê ở làng Cổ Trai, huyện Nghi Dương, Hải Phòng hiện nay, xuất thân từ một người đánh cá. Do có võ nghệ và sức khỏe cho nên ông đã thi đậu lực sĩ và sau đó được tuyển vào đội quân túc vệ bảo vệ kinh thành. Và dựa vào những công lao đánh dẹp đối với các thế lực phong kiến thì ông đã được phong
Bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Thầy chào tất cả các em, chúc các em sức khỏe, tiến bộ và ngày càng thành công.